Thông mến, hôm nay mình lại tiếp tục chia sẻ với mọi người cái món bò lúc lắc. Đó, hôm nay mình thử làm bò món bò lúc lắc nha. Mọi người cùng theo dõi video của mình nha. Thì ở đây nguyên liệu thì chúng ta cần chuẩn bị là nguyên liệu chính là thịt bò. Đó. Đây mình mua được 2 miếng thịt bò trị giá 30.000. Đó. Còn đây là trái ớt mình gọi là ớt Đà Lạt, mình không biết người ta gọi bằng ớt gì. Mình nghĩ chắc là ớt Đà Lạt. Ở đây có 3 trái đỏ, trái xanh và trái vàng. Đó, ở đây thì mình có chuẩn bị thêm một ít trứng cút và một không phải trái mà là cái này là củ hành đó. Còn đây chai tương ớt tương cà, còn đây là bột ngọt mắm muối và quậy đó. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành sắc thịt bò, được chưa? Thì phần thịt bò này chúng ta sẽ sắc như thế này nè, đó, sắc sợi dài dài như thế này mà để cho nó vuông vuông, được chưa? Cái sớ của nó càng to thì nó trông nó càng đẹp và ăn nó càng ngon. Được chưa? Đó. Mình sẽ sắc cục cục như thế này các bạn. Cái này mình sắc hình vuông mới đúng, mình cắt ra hình chữ nhật mẹ nó rồi. Đó, đây nè. Được chưa? Sau khi mà chúng ta cắt thịt bò xong thì chúng ta sẽ lột bỏ thêm vô đây một ít trứng cút nữa các bạn. Đó, cái này là tôi tự chế thôi. Trứng cút này trứng cút thường, không phải trứng cút lộn mấy cha. Mà trứng cút lộn thì cũng đâu có lột được như thế này đâu. Để cho bỏ vô cho nó đẹp các bạn. Đó, hôm nay chúng ta sẽ chơi cái món bò lúc lắc trứng cút. Sau khi chúng ta làm trứng cút xong thì chúng ta lại chuyển qua chúng ta gọt cái này các bạn. Gọt trái ớt Đà Lạt. Chưa? Đó. Ngấp quá rồi, lại quên. Ê nè, chúng ta sẽ phải ướp cái này trước các bạn. Đó. Ướp cái này. Cái này là tương ớt, còn đây là tương cà, đó, cho vô, tương ớt, tương cà. Xong chúng ta sẽ cho thêm vào đây một ít nước mắm nè mọi người. Thực sự tôi không biết là cái món này có cho nước mắm vô không, nhưng tôi thì tôi lại cho nước mắm vô đây. Kệ nó, cho một ít được rồi các bạn, đó, cho nó có vị. Chúng ta sẽ thêm mắm muối bột ngọt cho đây các bạn. Nhẹ thôi, một ít thôi mọi người. Đó. Rồi sẽ ướp nó lên. Đó. Ướp cho nó thấm đều vào. Đó. Cái này chúng ta ướp để tầm 5-10 phút, nửa tiếng, 2-3 tiếng thì cũng được, không sao. Xong cái phần đó thì chúng ta chuyển qua chúng ta cắt ớt các bạn. Đó. Ớt rồi tôi thích cắt theo cái sớ bự bự như này nè, vuông vuông như thế này nè, đó, trông nó sẽ đẹp mọi người. Chúng ta sẽ cho thêm một trái ớt vàng vô đây nữa. Ôi ơi, coi đẹp cái cùi của nó nè. Sắc ớt xong thì chúng ta phải sắc thêm củ hành các bạn, đây nè. Trời ơi, khói bụi mịt mù. Đây nè mọi người, bây giờ chúng ta sẽ cho chảo lên. Đó, đây là cái chảo huyền thoại của mình. Sau khi cho chảo lên thì chúng ta lại tiếp tục cho một ít dầu ăn vào đây. Đó, ít thôi mọi người. À, cái món này đáng lẽ là người ta có thêm cái gì ta? Có thêm gì quên mẹ, có thêm mật ong. Đó, người ta ướp vào đây nè. Còn mình thì không có. Có bỏ tỏi không ta? Hình như là có các bạn. Chúng ta phải phi tỏi để cho nó thơm. Nói chung là đàn ông con trai mà. Ơi, không có rành mấy cái vụ này lắm, nhưng mà mình vẫn thích làm mọi người. Được chưa mọi người? Xong rồi làm gì nữa ta? Thịt bò nè. Rồi, bữa nay ra chợ mua 30.000 thịt bò bộn luôn mọi người.
hình như là kiểu này chắc là bò xuống giá hay sao á. Ôi sao hết ấy rồi. Cái này phải lửa cho nó mạnh lên mọi người, lửa cho nó mạnh lên. Lửa kiểu này là nó thịt bò chúng ta nó chín với dai lắm đó. Trời ơi, nó bếp lửa là như thế này nè mọi người, nó không cháy thì thôi, nó cháy là có điều muốn Phật luôn vậy đó. Đó thì theo phong cách của bò lúc lắc á, thì chúng ta không nên làm chín với mọi người, chỉ còn như thế này thôi là bắt đầu chúng ta sẽ cho mấy cái này vô, được chưa? Đó nó là cách làm chứ, nó làm giống như là kiểu tái thôi các bạn, chưa? Ok mọi người, vậy là mọi thứ đã xong xuôi. Đó, bây giờ chúng ta sẽ nhấp xuống thôi các bạn. Cái này chúng ta không nên xào lâu, chúng ta xào tầm 2 đến 5 phút thôi. 5 phút hơi nhiều, cái này tôi xào lố mẹ 6 phút rồi. Đây mọi người, đây nó chín thì nó sẽ trông như thế này. Còn đây là những cái trứng cút của chúng ta nè các bạn. Đây là ớt. Đó, được chưa? Giờ mọi thứ đã xong xuôi, mình sẽ làm thử một cục cho nêu cảm nhận cho mọi người nghe nha. Trời ơi, tin đấy, ớt xanh lèn này, ớt đỏ chót rồi mấy cha này, ớt vàng thè này, đây là trứng cút và đây là thịt bò nè. Đây nè mọi người, xúc ra ăn cho nò mất lịch sự của mấy cha, xúc ra rồi ăn được cho nó lịch sự. Đây nè, cho mọi người xem nè, nó sẽ trông như thế này đó, thấy không? À, bây giờ tôi sẽ nếm thử một cục vịt niêu cảm nhận cho mọi người nghe. Đây các bạn thấy nè, mời mọi người nha. Nó thơm các bạn. Nó thơm mùi cái này nè. Nó thơm mùi mùi tương ớt nè, thơm mùi tương cà, thơm mùi nước mắm nè. Tính nói thơm mùi dầu ăn. Cái thịt bò khi chúng ta cắn vào á thì nó ra một cái vị ngọt riêng và thơm mùi bò. Xong rồi sau đó là nó thơm mùi ớt các bạn. Ớt thì nó có mùi cay nhưng mà nó không cay, nó ngọt ngọt, cái kiểu cái dạng nó lợ lợ á mọi người. Đó. Còn đây là hành tây, dạ nóng, à, hành tây, đây là hành tây, hành tây thì chúng ta ăn vào nó sực sực, nó cái kiểu mình nó hăng hăng mùi hành, đó. Còn đây là những cái cục bò lúc lắc chúng ta. Nó không dai lắm, tại vì cái này giống như là mình đang làm tái nó mọi người. Nó không dai lắm. Còn lúc trước á mình ăn bò mọi người thì giống như mình không biết cách làm, mình làm nó chín quá, thành ra là ăn rất là dai. Còn bây giờ thì đã có kinh nghiệm làm bò rồi. Còn đây là cái ớt vàng, ớt chuông vàng, tôi nhớ rồi, cái này là ớt chuông các bạn, tôi gọi là ớt Đà Lạt, tôi gọi là ớt chuông, bởi vì nó giống quả chuông, bỉnh, nghe, gọi là ớt chuông, á, cái mùi vị của ớt chuông này nó lệch lạc lạc sao á, còn đây là phần trứng cút này, đó, trứng cút này mọi người, Thế nói là bò lúc lắc mà bỏ trứng cút chợ thì ăn cái mùi vị nó cũng lạ, nó hay á mọi người. Đẹp chứ bộ. Nói chung hôm nay mình làm rất là thành công các bạn. Đó, trứng cút là trứng cút nè. Lúc nãy giờ ăn đã đợi chưa nếm thử nước của nó. Nói chung là vị cái vị của nó mình đem nếm vừa phải. Ăn rất là đậm đà luôn. Biệt là mấy cái cục thịt bò này nè. Nó mềm và nó không dai. Ê ớt à. À,
nó đã mấy cha. Từng đầu làm món bò lúc lắc đó giờ không, đó giờ là mình có nghe người ta nói là làm bò lúc lắc, cái thực sự mình cũng chưa từng làm nữa mọi người. Hôm nay liều mạng làm thử món bò lúc lắc, bỏ thêm chút cút vào, có kết quả ăn rất là ngon. Đó, rất cập thêm, rất cập thêm luôn. Đây, chút cút nè. Bò này. Lá chuông nè. Lá chuông xanh. Lá chuông đỏ nè. Lá chuông vàng nè. Còn đây là gì? Đây là hành nè. Nóng nóng. Nóng. Không thấy bà nội luôn. Nói chung là hôm nay mình làm cái món này rất là thành công các bạn. Nóng phỏng mỏ mẹ gì miếng hành. Thì đây là những gì mà mình muốn chia sẻ với mọi người hôm nay. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình. Và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye.